Hay chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Rừng Làm Rẫy. Nhà ngày hôm nay tôi đang loay hoay trong bụi chuối thì tôi vô tình phát hiện một dấu vết rất là bất ngờ. Đây tôi sẽ cho bạn xem cái dấu vết của bất ngờ đây, trong trong gốc cây chuối nè. Ở đây gốc một cái bụi chuối lớn nè. Lần nãy tôi xem cái này ra, tôi vô tình tôi thấy đây, thấy đây có một cái lỗ, có con nào đang có lỗ trong cái chuối nè, một cái dấu mới đào luôn. Tôi thấy thú vị, cũng tò mò cho nên tôi muốn chia sẻ tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chặt cây chuối xem ơi, cái con gì nó đục lỗ trong cái thân cây chuối này. Khoan, tôi vừa thấy một con này, để cho bạn xem con này đó. Khoan, ở trong lắm chàm tôi vừa thấy cái con gì lông lông ở đây. Đây, wow, một con sâu bự bạn ơi. Trời ơi, con sâu bự. Cái con sâu này nó mà chích là má la luôn các bạn. Sâu này sâu lông nha các bạn. Những cọng lông nó rất là độc nha các bạn, nó mà chích cái là rất là đau. Các bạn cẩn thận mấy con sâu nha, mùa này là mùa sâu á. Wow, con sâu lông kìa. Mấy cái lông trắng trắng bạn thấy không? Từ từ đã, để mình bắn cái chuối ra đã. Chuối này nó mọc lâu rồi. Cái chuối này nó suy lên một cây con rồi nè. Nhưng mà nó mọc lâu rồi. Mình thấy nó mục hết rồi. Không biết có gì ở đây không thì không biết được nữa. Ồ, lỗ nhiều. Cái chuối này làm gì mà lỗ nhiều cái ta? Cái con gì đục mà lỗ nhiều cái ta? Chuối lỗ nhiều. Ồ, có sâu chuối nữa. Lỗ nhiều. Biết có gì đây không? Lỗ không là lỗ nữa, thấy không? Má, em đi quên mang đồ, mình dùng tay mình cậy biết đâu ấy. Lỗ ở trong. Có gì đây không ta? Ở trong có lỗ này, nó ăn sạch ruột ở trong rồi. Có một con trùng trùng nhỏ ở đây à? Chúng ta sẽ lại xuống dưới xem có gì đây không? Trời ơi, lỗ này lỗ quá chừng dưới đây luôn nè. Tắc cuối trong đây có con gì đây nè? Nó đục lỗ nè, đục lỗ thân cây chuối nè. Con chú con hả? Để tôi xem lỗ nhiều đục lỗ, có con nào đục lỗ đây thì ghê luôn, hết hồn. Con nào đục lỗ đây ta, mà không tìm thấy được dấu vết luôn, núp đâu hay vậy trời. Một con cuốn chiếu đục lỗ ở đây hết rồi ta, cái con nào đục lỗ một cái bà trời. Ê, có gì đây? Hôm nay con này đục lỗ ta? Chúng ta không tìm thấy được một dấu vết. Nó cái trước đây, trước sùi của nó trong đây. Lấy cái thôi kẹp kẹo xem thử coi. Đục lỗ mà chúng ta vẫn không tìm ra được. Cái con gì đục lỗ ở đây với đâu ấy? Không, chúng ta không nhận dạng được con vật nào ở đây hết à. Nè, đục lỗ sùm ấy nè. Chúng ta không nhận dạng được con nào đục lỗ ở đây. Để lên cái chuối này coi. Ai, tôi nghĩ là mấy cái nấm này đục lỗ nè. Mấy cái nấm này nè. Nấm này nấm gì của cái chuối này mới đục lỗ. Tôi nghĩ mấy cái nấm này nó đục lỗ, đục xuyên lỗ ra. Đây. Đây là mấy cái nấm này nè. Và ông ta hay là con vật rễ hay chân rít đi. Không có con nào đây hết à. Chúng ta tới trễ rồi. Thôi chúng ta tập trung vào chuyên môn đi. Làm thúi hết cả tay rồi, tôi đi rửa tay đã thúi tay rồi. Thôi chúng ta tập trung vào chuyên môn đi. Mày đó, thúi tay thôi rồi. Thúi lên nè. Tôi sẽ chặt cái chuối này, tôi xem cái lỗ gì trong đây. Được,
lớn. Để tôi chặt tôi xem cái gì đây. Xem thử cái con gì nó chui vào đây. Chặt đây cho mát. Rồi, chúng ta sẽ chặt nó ra xem trong đây có gì trong đây. Cho các bạn xem. Cái hang, có một cái hang. Hang này đi xuống hả? Chắc đầu xuyên phía đây rồi. Chặt tới đây. Vẫn không có gì hết. Mới đào sao vậy? Chặt đôi ra luôn. Đôi, chặt đôi cái hàng ra luôn. Đâu ôi, nó đi xuống bạn, nó đi xuống. Đây không, gió mới đào. Đây. Cái hàng nó đừng nó vô. Ê. Có tiếng kêu bạn ơi. Chỗ đào của nó nè, chỗ đào của nó đào vô nè. Nó đào xuống. Ôi, nó đào xuồn xuồn mùn gỗ không nè. Ôi. Có con gì là đã đào ở đây nè. Nó đã ăn thân cái chuối thì phải. Ôi, có con gì nước đây nè bạn ơi. Sao nó không đục lên mà lại đục xuống ta? Thật là khó tin. Đây. À, cái con gì mà nó đục đây nè. Cứ nhắc à, lên không được. Từ, để tôi bắn cho. Tôi lấy dao. Tôi trẻ, tôi banh ra là biết. Ây da. Banh ra. Con gì trong đây đây? Tôi phải biết được con gì nó dám đục cái cây chuối nhà tôi. Chờ bà. Chờ xíu. Trời ơi, nó đục xuống cho bay luôn thôi. Nè. Trời ơi, nó đục xuống cho bay luôn. Trời ơi, sâu ghê. Nó làm ăn chéo rồi. Đục dưới đây luôn. Ôi, đây. Ra rồi, đây. Ôi, đây là thủ phạm hả ta? Đây. Nó đang ăn cái chuối nè. Nó đang ăn cái chuối thấy không? Ôi, ghê thật bạn ơi. Rõ ràng nó đang ăn cái chuối nhà tôi. Đây là nguyên nhân tại sao cái chuối tôi hư hết ta. Ghê thật. Ui, nó ra. Trời này nó đang cái chuối nè. Ui, nó bò ra. Giống con sinh vật hung vậy ta. Ui, một con. Đây có một con bự đang ăn đó nè. Trong đây có một con bự nữa nè. Ôi, con bự, trong đây có một con bự. Ôi, tôi xé nó ra. Đây. Lò ra một con bự nữa rồi. Trời ơi, cái càng nó đục mạnh cái ta, đục mà lủng thân cái chuối luôn. Cái chuối vậy mà đục banh luôn cái chuối. Để ăn cái chuối. Đây, nó đang ra rồi nè. Ôi, con gì mà cái sừng bự đẹp ghê ta. Con giống này con kiến vương hay con sinh bộ hung, chúng tôi hay gọi con sinh bộ hung thì phải. Tôi nghĩ đây là con cái, đây là con đực, tại vì con đực nó có cái sừng bự. Đây vậy, đây là một cặp. Tôi nghĩ là đây nó tính xây nhà, tạo khách sạn này để vô khách sạn trú đêm rồi. Đúng một con cái, đụng cái nó kêu là biết con cái rồi, không ai giành của mày đâu. Ôi, hai con sinh bộ hung sừng tê giác đục banh cái chuối nhà tôi rồi. Trời ơi, nó đục kìa, nhìn nó đục kìa. Tin được không, trời ơi, nó đục kìa. Đục banh chành cái chuối nhà tôi luôn rồi.
Hay là tôi phát hiện kịp thời á, không là chết luôn cái chuối nhà tôi rồi đó. Tôi sẽ không có chuối ăn rồi đó. Hai thằng mày dám phá hư cái chuối nhà anh hả? Hên tao phát hiện được hai thằng bay, không là cái chuối nhà tao chết rồi. Ê, hai con này nguyên nhân. Ui à, thật là may mắn tôi phát hiện kịp thời. Không thì chết luôn cái cây chuối nhà tôi rồi. Tôi phát hiện kịp thời hai thằng này nó đục thân cái chuối nhà tôi. Tôi đã bắt nó ra rồi nha. Không còn cái nào đục cây chuối nhà tôi nữa. Và tôi đã cứu được cây chuối nhà tôi thoát chết. Hên phát hiện kịp thời, không chết luôn cái chuối rồi. Hai thằng này phải bắt về bỏ tù mới được. Bắt về bỏ tù. Để đây, tao về tao bắt phạt giam cái tội. Chào lại trong các video khám phá lần sau nha. Tôi lại đừng nãy và đừng quên đăng ký nút bật chuông đồng qua đó để cập nhật các video mới nhất nha. Chào lại trong các video lần sau. Bye.